Dạ em xin chào tất cả quý bà con đã ghé thăm kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ em nhé. Dạ thì tiếp tục thì giống như thường lệ với con thì em lại lên review cho mọi người một cái bộ chuyên để rửa xe để xịt thuốc nữa ha. Thì hôm nay thì cũng như mọi ngày bà con cũng lắp đặt cho khách thôi. Thì khách có yêu cầu quay video up YouTube thì em cứ làm thôi. Tại vì khách nói khách thích xem những cái sản phẩm của mình trên YouTube á, để giới thiệu với anh em bạn bè cũng như là khách xem cái thời gian bảo hành á. Tại vì thì thường thì em đăng lên thì cái thời gian mua thì trên YouTube nó sẽ có, thì khách căn cứ vào đó vào bảo hành cho nó dễ, khỏi có giữ giấy giữ tờ. Thì nói chung là chiều theo nguyện vọng thì bây giờ em lại up lên một cái bộ chuyên để phun xịt nó dạng tự động hoàn toàn á. Thì cái mẫu này thì em cũng giới thiệu đến mọi người rất là nhiều rồi, thì hôm nay em cũng quay lại để giới thiệu bà con một lần nữa ha. Thì nói chung em làm theo yêu cầu bà con, nó vui vẻ đôi bên thì nói chung là em sẽ làm theo thôi. Mặc dù bà con mình xem tới xem lui thì chắc nó nhàm, nhưng mà thật sự thì do yêu cầu khách hàng muốn úp thì em úp lên ha. Thì trước mắt với bà con mình là nguyên cái bộ chuyên để phun xịt can trái tinh cao, thì sử dụng cái đầu GC26 của Đài Loan ha. Cái này ti inox T22 dạng tấc 15, tự động hoàn toàn. Cái dòng này thì tự động nó cực kỳ nhạy nha, cực kỳ êm luôn, và áp nó rất là mạnh. Thì cái con này bà con mình sử dụng với con motor tầm khoảng 1,5 ngựa hoặc 2 ngựa là ok ha. Thì đây em sử dụng con motor khí của Toshiba nè, motor Nhật Bãi, tình trạng đã qua sử dụng nhưng còn nguyên zin ha. Cái motor khí thì sử dụng nó sẽ bền và nó sẽ giải nhiệt tốt ha, nó sẽ ít cái bị nóng hơn. Thì đi với nó là cái nền bánh xe thì giúp bà con mình vận chuyển nó dễ dàng ha. Tại vì thường những con motor Nhật Bãi thì nó sẽ nặng hơn so với những motor Việt Nam, nên mình lắp cái nền bánh xe thì mình kéo nó sẽ nhẹ hơn, thì nó sẽ ít ảnh hưởng đến sức khỏe mình khi phương quát nặng nề ha. Và đi với nó một con bu ly sắt đặc nè, bu ly tiện nha. Bu ly này rất là bền, rất là dày, nó ít bị mòn mấy cái đường rãnh bảng A nè, thì xài furo nó cũng sẽ bền hơn thôi đó. Thì cái dòng GCM6 này thì nổi tiếng khá là nhiều các con. Đây, cái hình logo là một cái vương miện ha, một cái vương miện hay là người ta gọi là cái bông hoa gì đó. Thì đặc trưng của dòng này thì áp nó rất là mạnh, tự động rất nhạy, lúc bê nó to ha. Thì cái những cái dòng như thế này thì em cam kết với bà con mình xài 5 năm, 10 năm thì bà con mình có thay thế, có sửa chữa thì nó vẫn mạnh như thường ha, và tự động nó vẫn nhạy ha. Nó rất là dễ sửa chữa và phụ tùng nó rất là đa dạng ha. Rất là nhiều phụ tùng nên bà con mình không phải lo. Thì nguyên combo như này khoảng tầm 5 triệu mấy của con. Thì bà con muốn chi tiết thì cứ liên hệ với em ha. Cái đầu này là 2 triệu 100 ngàn nha. Em sẽ tặng nhớt bảo hành 12 tháng nha. Đó, còn cái motor đó. Dạ rồi, thì bây giờ em test máy cho bà con cùng tham khảo với khách hàng để xem ha. Đây em sử dụng dây điện 3 lớp vỏ nha. Cái chui 4000W. Đây, motor lên rất là nhẹ, rất là êm nha. Con thấy ha. Kéo lên là lên liền, mặc dù đi cái bu ly 8 phần ha. Này, bà con nghe kỹ tiếng máy nha, rất là êm, chỉ nghe tiếng nước sọt sẹt thôi, chứ còn đầu xịt và motor chạy cũng như là rất là êm. Bây giờ mình test với cây súng Đài Loan ha, súng Coban giá 200 ngàn nha. Rất nhẹ. Này, tự động rất là nhẹ nha. Thì tại sao thường em test máy em ít cái gắn động dây hồi, tại vì một cái lý do là em muốn cho bà con mình xem được cái lượng nước nó trả bên cộng đường dây hồi về như thế nào, nó có nhạy không nha, chứ không phải là em không có dây kiện bao la. Áp hiện tại đang lên 60 nha, bà con có thể chỉnh lên được nữa ha. Đây, buông áp nó trả gì không nè, nó rất là nhẹ nha. Mình bóp nhẹ tay nè, bóp nhẹ tay là nó thò, nó phun xương ha. Bóp mạnh nó xịt xa nè. Nó tùy theo cái cây mình chỉnh cái còi phù hợp nè. Đó, mình xịt sẽ hiệu quả hơn nha bà con. Đó. Thì tự động hoàn toàn này bà con mình có thể là phun xịt hoặc là rửa xe vẫn ok hết. Nếu mà rửa xe sử dụng súng thì nên sử dụng những con tự động. Còn mà chuyên rửa xe mà kinh doanh nó không sử dụng súng thì xài dạng bồ hơi. Thì cái dòng mình nó có lẫn tự động vẫn lẫn bồ hơi ấy. Bồ hơi thì nó rẻ hơn từ 5 tới 70 ngàn ấy. Chạy rất liền ha, mình xả ra tự động nó chạy nè, là máy chạy tè te không tải nè. Bắt đầu mình bóp súng bắt đầu nó gích lên ha, buông ra đó im ru à. Còn đối với những cái đầu xịt mà tự động không có tốt á thì mình buông ra bắt đầu á, áp nó sẽ dồn vào cộng dây và nó dồn tăng lên cái đầu xịt mình, nó sẽ tăng bắt đầu cái motor mình nó sựng sựng và nó tút của ro nghe két
đó là những cái đầu xịt mà tự động nó không có tốt, không có kín. Còn đối với những cái đầu mà tự động tốt như thế này ấy, thì mình xả, mình buông cò ra cái là nước nó xả về bồn, nó sẽ trộn thuốc cho mình ha, trộn liên tục luôn, nó không có làm nặng cái motor của mình ha. Mình bóp nó lên liền nè, tự động nó nhắc nha. Bà con mình để ý cái đường dây hồi nè, nước hồi khi mình sử dụng súng, sử dụng cần, mình xịt như vậy á mà nước nó hồi nó còn á, thì lúc đó là mình tăng cái áp lên nó còn tác dụng nha. Mình như vậy hiện tại là trên 60 nhưng mình có thể là tăng lên được nữa nha. Còn trường hợp mà cái động dây hồi mình mà nó ngắt nước hẳn á thì mình có siết áp cỡ nào nó cũng không lên được nha, tại vì tất cả nước nó dồn hết qua súng rồi nó, nên bà con mình lưu ý cái việc mà chỉnh áp nha. Chỉnh áp thì nhớ để ý là cái lượng nước trong động dây hồi mình, nếu nó còn chảy thì mình siết còn tác dụng, còn nó hết chảy bà con đừng có siết nữa, siết quá thì nó chậm nhảy tự động thôi chứ nó cũng không có tác dụng gì thêm ha. Motor rất là khỏe, rất là êm nha. Này Toshiba hết phía. Dạ rồi, em xin cảm ơn nhé. Thì bà con có nhu cầu lắp đặt những cái bộ mà chuyên phun xịt cây ăn trái như thế này á thì cứ liên hệ với em ha. Qua số di động là 0858335778 nha, để được tư vấn hay là chọn những cái con đầu xịt, những con motor nó phù hợp nhất đối với vườn nhà mình ha, để cho mình phun xịt nó có hiệu quả nhất và tiết kiệm chi phí nhất ha, để tránh lãng phí khi chọn những cái bộ mà quá tệ hay là quá thừa công suất. Dạ rồi, em xin cảm ơn ạ. Dạ em xin chào nhé, chúc mọi người ngày mới tốt lành nhé. Dạ bye bye mọi người.